ví ô lông rậm rạp khiến chị em chần chừ không tự tin, diện bikini yêu thích hay những bộ cánh cắt xẻ quyến rũ vào mùa hè, cạo wax dỗ khiến lông mọc ngược gây đau đớn mất thẩm mỹ, chỉ với 39.000 đồng tại Vitamy Diva, trải nghiệm cảm giác sạch lông, hết thâm, da mịn từ lần trực đầu tiên với công nghệ laser thế hệ mới được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn và hiệu quả, tác động chuẩn xác vào gốc đan lông, triệt tiêu nhanh chóng sau vài phút thực hiện, tích hợp đầu dẫn nhiệt lạnh mang đến cảm giác dễ chịu, an toàn cho mọi loại da, kể cả vùng da nhạy cảm. Diode laser cũng có khả năng kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, nhờ đó vùng da sâu triệt, giảm thâm, giảm sưng sùi và trở nên mịn màng hơn. Đặc biệt với mức giá ưu đãi chỉ bằng cốc trà sữa, triệt tiêu tận gốc nang lông, xóa sạch vết thâm gây tức khắc chỉ 39.000 đồng cho một trải nghiệm triệt lông không thể hiệu quả hơn. Chọn viện thẩm mỹ Diva, khoe trọn làn da láng mịn không tì vết, thoải mái diện đẹp đón hè rực rỡ. Liên hệ ngay 1900 2222 để được tư vấn và giữ ưu đãi.